Sáng 29 tháng 3 năm 2022, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 4.687 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt là hơn 1.399 tỷ đồng. Số còn lại là hàng hóa, nhu yếu phẩm, phương tiện, vật tư, trang thiết bị y tế. Phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chi 4.329 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ lao động nghèo khu nhà trọ, các tỉnh thành ảnh hưởng bởi dịch. Đồng thời, Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động hơn 2,7 triệu túi an sinh với số tiền 821 tỷ đồng. Ông Phạm Minh Tuấn cũng cho biết, tính đến 31 tháng 12 năm 2021, Quỹ vì người nghèo đã chi hơn 176 tỷ đồng trong số 184 tỷ đồng vận động để hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, trợ cấp cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó. Quỹ cứu trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh tính đến cuối năm 2021 có 79 tỷ đồng, đã chi hơn 22 tỷ đồng để hỗ trợ với người dân, địa phương bị ảnh hưởng thiên tai. Quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc có hơn 72 tỷ đồng, đã chi 39 tỷ đồng với các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo, như xây dựng công trình nhà liền kề chốt chiến đấu dân quân thường trực đất liền biên giới, công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B. Tuy nhiên, công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các quỹ còn một số hạn chế như khoản vận động thấp hơn so với năm 2020, chưa thực hiện tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng quỹ ở các cấp, phối hợp chăm lo cho người dân gặp khó khăn nhiều nơi chưa chặt chẽ. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các nguồn quỹ, đồng thời quan tâm công tác phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra với hoạt động của các nguồn quỹ, ra soát điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp thực tế và đảm bảo tính chính xác quy trình. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước, góp phần tạo các nguồn lực quý giá để phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những nội dung, mô hình, giải pháp, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ cũng như đề ra phương thức hoạt động hiệu quả của Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.